một em bé hỏi Đức Thánh Cha Francisco: "Trước khi tạo ra thế giới, Thiên Chúa làm gì ạ?" Đức Thánh Cha đã trả lời một cách rất đơn giản: "Thiên Chúa yêu." Vâng, Thiên Chúa yêu, và thế giới này đã được tạo ra từ tình yêu đó. Thế giới này là sự trao vọt của tình yêu đó cho chúng ta. Nếu chúng ta hỏi Kinh Thánh tại sao điều này điều kia tồn tại, thì câu trả lời chắc chắn sẽ rất đơn giản, với một từ duy nhất mà thôi: tình yêu. Chúng ta được tạo nên vì đã được yêu thương và được trao cho một ơn gọi duy nhất: yêu thương. Và Chúa Giêsu tâm sự với các môn đệ ở trong bữa tiệc ly ở Gioan chương 15 câu 12: "Các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con." Yêu như Chúa Kitô yêu, đó là thước đo thực sự và duy nhất cho mọi cuộc đời thành công đích thực. Tất cả mọi ân huệ và mọi khả năng khác sẽ đều bị phủ nhận. Tất cả mọi thành công và thành tựu khác trong cuộc đời đều sẽ trở nên vô nghĩa và không hữu hiệu nếu không có tình yêu. Mọi thành tựu trong cuộc đời, dù ở bất cứ lĩnh vực nào và ở bất cứ cấp độ nào, cũng sẽ chỉ là con số zero to tướng nếu không có tình yêu. Và vì thế, nếu bạn không yêu thương, thì tất cả mọi thành tựu bạn có ở trong đời sống cũng sẽ chỉ làm thành một chuỗi những con số zero, không có bất cứ con số dương nào ở phía trước. Và dù có kéo dài đến mấy đi chăng nữa thì đó cũng sẽ chỉ vẫn là một chuỗi những con số zero, vẫn không thêm được gì. Thánh Phaolô nói với chúng ta trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô chương 13 câu 1 cho đến câu 3: "Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, chúng chọe xoang xoảng. Giả như tôi nói được ơn tiên tri, giả như tôi được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến truyền núi rời non mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến, thì cũng chẳng có ích gì cho tôi." Vâng, và vì thế, tôi mời gọi bạn hãy xin Thiên Chúa ban cho bạn có thể làm mọi sự với tình yêu của Chúa Kitô và yêu như Chúa Kitô yêu. Trước khi tạo dựng thế giới, Thiên Chúa chỉ có một việc để làm, đó là yêu. Và khi đã tạo nên thế giới này như là kết quả của tình yêu của người, Thiên Chúa cũng chỉ có một việc để làm, đó là yêu. Tình yêu sẽ làm cho tất cả mọi thực tại khác trở nên có giá trị.